Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV. Mong rằng các bác thích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay vào lúc 8 giờ tối của ngày thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024, thì tôi tiếp tục chia sẻ với các bác câu chuyện về Sư Minh Tuệ. Về Sư Minh Tuệ. Và đầu tiên tôi xin cập nhật với các bác những thông tin mới nhất. Thứ nhất là Sư Minh Tuệ cũng giống như rằng là tôi và nhiều người khác đã theo đạo Phật ấy, thì theo triết lý của nhà Phật ấy, thì mong muốn rằng là các bác để yên cho nhà sư tu, để yên cho sư tu. Thì Sư Minh Tuệ cũng đã nhắn nhủ cái điều này và cũng đã đi ẩn tu rồi. Cái việc mà hàng hàng trăm hàng ngàn người đi theo, rồi là xin thưa với các bác rằng là đảnh lễ hay rằng là nhét những cái đồ ăn thức uống vào tay nhà sư, rồi quay phim chụp ảnh cho tạo một khung cảnh nó rất là lộn xộn, và điều đó thì nó ảnh hưởng đến con đường tu tập của sư. Và sư đã nhắn nhủ rằng là sư sẽ ẩn tu và sẽ không, nghĩa là rất khó để có thể rằng là đi theo cái kiểu như vừa rồi được nữa. Thế cho nên ấy, chúng ta tôi chia sẻ các bác mấy lần rồi, tức là yêu quý Sư Minh Tuệ thì hãy tôn trọng bằng cái cách như thế. Còn chúng ta ngồi đây, chúng ta chia sẻ những cái câu chuyện này để mà mong muốn đạo Phật ở Việt Nam là tốt hơn lên. Bởi vì chúng ta đã nhìn được quá nhiều những cái hình ảnh có thể nói là phản cảm. Mới nhất đây là một vị tên là Thích Đức Nhuận, Thích Nhuận Đức, thì đã gửi tặng các Phật tử đi tham gia lễ tu khoảng độ tầm những cái máy. Nhưng mà trong những cái máy đó thì lại kèm theo một cái tờ giấy là ký số tài khoản của cá nhân ông ta. Và như vậy thì thật sự nó rất là chán. Và ở đây nó tạo nên một cái thứ nó gọi rằng là thật sự mình mong muốn làm cái điều gì tốt, tức là đạo Phật nó phải trở lại với cái nguyên gốc của đạo Phật, với những cái giá trị của đạo Phật, chứ không phải là bởi vì những cái thứ nọ kia. Việc người ta nói lên những cái việc mà như ông Trấn Quang, như ông Đức Nhuận, hay là Nhuận Đức, hay là một số ông khác như là ông Ba Vàng bên Thích Chúc Thái Minh, là những cái nhà sư mà thật sự họ họ không theo cái giới của đạo Phật, không giữ giới, cho nên người ta hoàn toàn có cái điều này người ta nói, và đó là cái việc mà chính đáng, đáng nhẽ phải nhân cái việc mà Sư Minh Tuệ để mà chúng ta chấn hưng, đưa Phật giáo quay trở lại cái con đường chính gốc của nó. Thì ở đây có rất nhiều người chỉ bởi vì bảo vệ ông Trấn Quang, chỉ bảo vệ ông nọ ông kia mà đã lên tiếng gọi là công kích, rồi thậm chí rằng là một cách bịa chuyện rất là kinh khủng. Ở đây tôi chỉ xin ví dụ cho các bác một cái Facebook và tự hỏi rằng là đây có phải là yêu nước hay không, hay đây chính là cái chủ nghĩa tân phát xít, và hay là dân tộc cực đoan, xin thưa với các bác, và nó hại còn nhiều hơn lợi. Để nói về sự nghiệp Sư Minh Tuệ thì hàng trăm Facebook, nhưng đây là một cái Facebook mà có thể nói là điển hình trong cái việc này. Thì tôi chỉ xin chia sẻ với các bác một cái dòng như thế này. Đây là bài viết mới nhất này. Họ nhấn mạnh một cái từ: những ai đang ủng hộ Minh Tuệ là đang đưa đạo Phật tới chỗ diệt vong. Đó. Họ dùng từ là đấy nhá, đạo Phật tới chỗ diệt vong. Và cụ thể này: giặc đang tẩy não mọi người ác cảm với từ cúng dường, chùa to, Phật lớn, làm cho xã hội không còn cảm tình với các nhà sư chân chính tu tập cho các ngôi chùa. Lâu dần mọi người sẽ thay đổi quan niệm tu là phải vô gia cư, lang thang ra đường xin ăn, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, ngủ ở ngoài đường xó chợ, biến đạo Phật thành phái cái bang. Nếu đợt truyền thông bẩn này thành công thì chúng ta sẽ sắp tới để các chùa chiền sẽ dần vắng bóng Phật tử tới lui, các sư thầy khốn đốn về kinh tế. Các bác để ý. Các sư thầy khốn đốn về kinh tế. Mọi công tác Phật sự sẽ đình trệ, chùa không mang lại lợi ích gì cho xã hội nữa. Cuối cùng, Phật giáo sẽ rẽ ra hai lối. Những vị thầy chân chính sẽ phải gồng mình chống chọi với nghịch cảnh. Những vị thầy vì nghịch cảnh ép buộc đành buông tay theo giặc để có cái ăn cái mặc qua ngày. Và nếu chúng ta im lặng trước tà kiến đang lan tràn thì cũng là một cái tội. Có chùa không đủ tiền để đóng điện, các chùa im lặng vì ngại bị truyền thông bẩn rồi là từ từ thấm đòn. Hàng loạt các ngôi chùa có tiếng tăm hoảng hốt báo động vì không còn ai cúng dường. Có chùa không đủ tiền đóng tiền điện,
khách vãng lai thì giảm hẳn. Trả lời rằng vì thấy có các sư bên nước ngoài rồi, sư ghép kêu gọi đừng cúng dường chùa nữa. Họ đâu biết rằng mấy tên sư đó được trả tiền. Đây nhá, chụp luôn này, chụp luôn cái mũ này. Họ đâu biết rằng mấy tên sư đó được trả tiền để thuê nói bậy phá đạo Phật. Vì có tiền do tổ chức ngầm cung cấp nên tạm thời các sư đó không cần cúng dường. Còn các sư chân chính ở Việt Nam rất cần sự cúng dường để làm vô số các Phật sự. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi có công tác từ thiện, chính quyền địa phương đều đến chùa vận động đóng góp. Chùa là nơi trung chuyển tiền bạc và là tình thương trong xã hội. Tiền đến chùa sẽ được chuyển đi tiếp để thành điều tốt đẹp cho đời. Đòn hiểm của truyền thông bẩn đã bắt đầu có tác dụng. Các chùa sẽ sụp đổ dây chuyền. Cũng tại các chùa im lặng, à, các bạn để ý nhé. Cũng tại các chùa im lặng trước những điều sai trái. Ta không ngăn chặn điều sai, tức là ta cũng sai. Nhân quả không tha điều sai gián tiếp đó. Ta ngăn chặn điều sai, tức là ta đúng, và nhân quả cũng sẽ bù đắp cho điều đúng đó. Mỗi chùa biết nói một tiếng thì truyền thông bẩn đã không lộng hành được. Như vậy thì các bác có thể hoàn toàn thấy rằng là và một trong những cái mà hôm trước là tôi cũng chia sẻ với các bác là liên quan đến việc sư thầy Minh Tuệ, thì tôi có một cái bài như thế này. Và ở đây tôi trích dẫn một cái bài viết như thế này. Họ nói rằng là lần này giặc chi mấy tỷ USD để tiêu diệt thầy Chân Quang, mua chuộc tất cả truyền thông nghiệp dư và chính thống, đè bẹp mọi sự phản kháng, lực lượng chửi thuê của chúng nhiều vô kể. Đó, thuế mấy tỷ đô, kinh không? Mấy tỷ đô la, chả lẽ thầy Chân Quang của các anh lại có giá trị đến từng đó, nhiều thế. Và tôi chỉ nói một câu như thế này. Sự thật chân lý thì là không thể thay đổi được. Dù nghĩa là nếu như bản chất nó là vàng, thì kể cả các vị có chát xít lên mặt, chát chất bẩn lên mặt, lên xung quanh nó, thì bản chất nó vẫn là vàng. Còn nếu nó đã bản chất nó là một thứ dơ bẩn, thì các vị có che giấu nó bằng bọc những thứ quý giá bên ngoài vào, thì bản chất nó vẫn là cái chất bẩn mà thôi. Phải tự hỏi rằng là tại sao người ta lại như thế? Phật tử Việt Nam rất nhiều. Nếu các sư thầy mà giữ cái hạnh giới thật sự, giữ giới hạnh một cách nghiêm túc, thì người ta sẽ sẵn sàng cúng dường thôi. Có ai tiếc tiền đâu. Sẵn sàng cúng dường thôi, nhưng người ta phải cúng cho những vị thầy thật sự. Chứ không phải là những vị thầy mà gọi rằng là ăn mặc xa hoa, dùng những đồng hồ, rồi là trang thức đồ hiệu xịn vân vân vân. Có rất nhiều người tu chân chính ở trong đạo, và người ta vẫn, ví dụ như là thầy Thích Phổ Tuệ, cả cuộc đời mình gọi rằng là tu hành, sống một đời sống khiêm nhường cho tới lúc mà tạ thế. Thật sự thế, những người đó là những người mà trong giáo hội, nhưng mà cái tấm lòng và cái sự chân tu của họ nó tác động rất lớn đến mọi người. Thế bây giờ nhìn thấy một sư Minh Tuệ, hạnh đầu đà cũng là trong 84.000 pháp môn. Sư Minh Tuệ đã nói thẳng cái điều này, là đầu đà cũng chỉ là một trong rất nhiều những cái pháp tu, kể cả tịnh độ, kể cả thiền, kể cả phái trúc lâm, kể cả mật tông, thì nó đều là những con đường và ai thấy phù hợp thì đi theo. Sư Minh Tuệ đã rất trả lời thẳng thắn như thế. Ở đây chẳng có cái gì cả. Nhưng tại sao lại quy đổi chụp mũ cho người khác, rồi lại chụp mũ cho ông Sư Minh Tuệ này? Đúng không? Tại sao lại chụp mũ Sư Minh Tuệ này? Những cái lời nói của cái anh chàng mang cái Facebook tên là Vũ Trọng Phụng kia ấy, đằng sau cái Facebook giả đó là con người thật. Là con người thật. Và họ nói là nhân danh yêu nước, nhân danh nọ kia, vì đặc trưng là giới cờ đỏ. Nhưng mà tất cả những lời lẽ đó các bác có thể thấy rằng là mang nặng cái tính cực đoan. Tức là chia rẽ, tạo ra hai cái phe nhóm đánh nhau. Mặc dù mang tranh là nhân danh là yêu nước, nhưng mà yêu nước chúng ta là phải đoàn kết. Nhưng bây giờ họ lại tạo ra một sự chia rẽ bằng một những cái biện pháp thủ đoạn mang cái tính chất là rất là cực đoan. Rằng là kêu gọi các nhà chùa cũng phải đứng lên để đấu tranh. Nhà chùa cũng phải là vân vân và nọ kia. Rồi là kích động. Như vậy, thế phải kích động không? Chẳng là kích động là gì? Thế có cực đoan không? Cực đoan quá làm gì? Mà thậm chí người ta còn nói rằng là đây là tân phát xít. Theo cái chủ nghĩa tân phát xít và dân tộc cực đoan. Cho nên ấy, nhân danh cờ đỏ, nhân danh yêu nước, dân danh nọ kia. Nhưng thực tế họ đang làm ngược lại với tất cả. Đáng nhẽ chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để mà xây dựng lại cái đạo Phật cho nó đàng hoàng. Thì ở đây họ lại sẵn sàng chụp mũ. Gọi là giặc
gọi là nọ kia, làm gì có giặc nào ở đây, đúng không? Và bản thân là nhiều sư thầy ngay trong giáo hội cũng đã lên tiếng để ủng hộ sư Minh Tuệ mà, đúng không? Làm thế ủng hộ sư Minh Tuệ mà, cho nên nó buồn cười lắm. Thật sự là những anh chị đó, nó mới là tân phát xít và nó mới là cái dân tộc cực đoan. Đây là đánh dấu một cái dấu hiệu và làm chia rẽ cái khối đại đoàn kết dân tộc. À, ngay cả trong Phật giáo cũng thế, chia rẽ, kích động. Và chúng ta phải thật cẩn trọng với những luận điệu này, thật cẩn trọng những cái luận điệu này. Chúng ta chỉ có chính với tà, tức là những cái gì đúng thì chúng ta ủng hộ. Đó là bản chất của đạo Phật bao nhiêu đời nay, chứ không phải rằng là chúng ta bất chấp dùng những thủ đoạn đê hèn bỉ ổi, chụp mũ rằng là có tổ chức, chụp mũ rằng là có nhận tiền. Có nhận tiền, các anh an ninh xin thưa là biết rằng là hệ thống an ninh của chúng ta rất giỏi. Nếu biết rằng có nhận tiền có hẹn thì sẵn sàng là bắt ngay những việc cái gì đâu mà phải ngại, đúng không? Nhưng đây là không, họ chụp mũ như thế, suy diễn như thế. Và đây mới chính là những cái người mà phá hoại nhất cái sự đoàn kết của Việt Nam. Đây mới là những cái người và đang gieo rắc và truyền bá những tư tưởng cực đoan tân phát xít, kích động bạo loạn là ở những con người này. Mình phải nói thẳng với nhau như thế và đi ngược lại hoàn toàn với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Tôi không hiểu sao là tuyên giáo với truyền thông lại để yên cho những con người mang tính kích động như thế. Cảm ơn các bác rất nhiều.